Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em review cho anh em xem cái máy mở bù lông của hãng Dewan từ Mỹ về. Thì cái này nó lực mở của nó là 813 Newton và nó đi kèm với một pin 20V. Pin của Mỹ về thì nó in chìm cái chỗ này ha. In chìm chỗ này và có cái mã QR code pin của hãng China của mình á, hãng Việt Nam tại China mình á, thì nó không có cái in chìm này. Nói chung là và một cục pin 4A nó sale tại Malaysia và đóng pin này tại Mexico nha anh em. Và một cái sạc hàng Mỹ về thì là cái sạc Made in Thái Lan và nó in chìm, chữ in chìm một điện 120V. Rồi và một cái máy nó có điều chỉnh tốc độ ở dưới này và động cơ không chổi than nha anh em. Mã của nó là DCD894. Đấy. Nó có cấp độ là 900, 2000, hai cấp độ ha. Đây. Rồi, và một cái máy này em báo giá luôn cho anh em là nguyên combo hàng Mỹ về 5.4 triệu. Cái máy này thì nó mở xe hơi này, anh em làm máy sửa xe máy này, mở xe tay ga phía sau ốc phía sau này, tầm khoảng ốc tầm khoảng 28 trở lại thì ok. Lực mở của nó 813 Newton, rất là ok nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình, thì nhờ anh em like giùm mình. Cảm ơn nhiều. Anh em nào quan tâm liên hệ 0903 397 180 và cái giá của nó là 5.4 triệu một bộ. Cảm ơn anh em.